Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây không mưa. Trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 19 đến 27 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô cũng dự báo không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 22 đến 26 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng biển trên cả nước. Đêm nay và sáng ngày mai, thời tiết khu vực Bắc Bộ chưa có sự biến đổi. Hầu hết các nơi trên khu vực không mưa, sáng sớm có sương mù. Tiết trời rét nhẹ về đêm và sáng sớm, với mức nhiệt độ thấp nhất sao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 15 độ. Vào trưa mai, nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi vẫn trên 29 độ. Dự báo từ chiều mai, khối không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng đối phía Bắc, sau đó lan dần sang các nơi khác thuộc Bắc Bộ. Các tỉnh phía Bắc miền Trung bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, thời tiết vẫn ổn định, nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất, dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ và mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn với lượng không nhiều. Dự báo từ chiều tối ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông, nên khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định sẽ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa đến ngày 3 tháng 12 có thể ở mức từ 100 đến 300mm và có nơi trên 400mm. Mưa lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở những nơi có địa hình sung yếu. Vùng cao Tây Nguyên, đêm nay và ngày mai có mưa vài nơi, ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất sao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, ngày mai trời có nắng gián đoạn và đến chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Riêng một số nơi thuộc Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước cao hơn từ 1 đến 2 độ. Chuyển sang thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối mai tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển, huyện đảo, Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động mạnh. Còn ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động mạnh. Với vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Ngoài ra, mưa rào và rông có xu hướng gia tăng, dọc theo vùng biển khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển, huyện đảo, trường Sa có mưa rào và rông khiến tầm nhìn xa giảm và nguy cơ xảy ra lốc xoáy gió giật mạnh.